Xin chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đầu cứng đá mềm, Xuân Bắc tự tin dùng đầu húc vào đá. Ông Nguyễn Xuân Bắc là diễn viên kịch, tuy nhiên ông ta đã xác định sự nghiệp là cống hiến cho Đảng Cộng sản. Thành quả mà ông ta có được hiện nay là giám đốc nhà hát kịch và danh hiệu nghệ sĩ ưu tú do Đảng tặng ông. Có thể nói hiện nay ông Nguyễn Xuân Bắc làm quản lý nhiều hơn là công tác diễn mà ông ta có diễn thì cũng chỉ là diễn cho đài truyền hình Việt Nam, chủ yếu là những chương trình mang tính tuyên truyền là chính. Chương trình Táo Quân là chương trình độc quyền của VTV. Đài truyền hình này đã phát chương trình vào giờ vàng, vào tối 30 Tết. VTV phát độc quyền cách này và các đài truyền hình địa phương tiếp sóng. Tất cả đều dọn sẵn lên mâm nên Nguyễn Xuân Bắc từ đó đã xem thường khán giả. Đây là hình ảnh Nguyễn Xuân Bắc đã nhiều năm nay dư luận chê là chương trình táo quân rất dở tuy nhiên đây là món độc quyền của vtv làm ra và bắt toàn dân phải thưởng thức dù muốn hay không nghệ sĩ của chương trình dù dở đến đâu cũng được vtv bảo đảm diễn xuất cộng với vị giám đốc nhà hát kịch nên nguyễn xuân bắc gần như không xem khán giả ra gì cả bao năm nay chương trình táo quân bị chê nhưng ông ta không chịu làm gì đó để cải tiến mà ngược lại ông ta quay ra chửi khán giả là ăn cháo đá bát khán giả được xem là đá tảng các nghệ sĩ chỉ là những cái đầu mềm thông thường thì nghệ sĩ rất cẩn thận khi phát biểu trước công chúng có người chỉ vì lỡ mời mà bị khán giả ném đá thông thường là phía nghệ sĩ phải chịu thua trước dư luận hầu như chén cơm của nghệ sĩ là bởi khán giả cho nên không ai dạy gì đối đầu với khán giả cả Lần này, ông Nguyễn Xuân Bắc bỏ công ra viết một chuyện ngụ ngôn rất dài để đưa lên trang Facebook của mình. Điều này cho thấy ông Nguyễn Xuân Bắc đã có bước chuẩn bị rất kỹ để đối đầu với khán giả, chứ không phải ông ta nói mà không cân nhắc. Đưa hình ảnh, cả báo của nhà nước cũng không đồng tình. Trước thái độ sức láo và trịnh thượng như thế, cộng đồng mạng đã phản ứng rất dữ dội. Ngay cả các tờ báo của quốc doanh cũng không đồng tình với các thông điệp trong chuyện ngụ ngôn này. Trên báo Dân trí, một tờ báo lớn trong nước, nhà văn, nhà, nhà viết kịch, Chu Thơm cũng đã lên tiếng. Ông viết rằng, mọi người vẫn nói rằng nghệ sĩ dù có thể năng đến đâu mà không có khán giả thì cũng không thể sống được. Tôi được biết Táo Quân đã có tuổi đời 20 năm, việc kịch bản có năm hay năm không hay là chuyện bình thường, nhưng người nghệ sĩ phải có tinh thần thép để nghe dư luận hai chiều. Nghệ sĩ phản ứng tiêu cực khi táo quân bị chê là quá vội vàng. Những khán giả mà tờ Thế báo chấm đê khảo sát cho đa số cho rằng ông Xuân Bắc không phải vội vàng sốc nổi như lời của nhà văn, nhà biết kịch Chu Thơm, mong có chuẩn bị rất kỹ. Ông Bắc đã đầu tư sức lực và trí tuệ cho việc sáng tác một chuyện ngụ ngôn thì không thể xem là vội vàng cho được bài của ông xuân bắc được những người này đánh giá là rất công phu và trau chuốt vội vàng sốc nổi chỉ dành cho những người phát biểu mà không có sự chuẩn bị mà thôi đưa hình ảnh ông nguyễn xuân bắc đóng vai bắt đầu trong táo quân cho tới giờ mạng xã hội báo chí trong nước và nước ngoài chưa ai binh vực ông nghệ sĩ này cả xem ra nguyễn xuân bắc đang muốn đối đầu với cả xã hội thực sự ông bắc làm quản lý giả sử như ông đi diễn không có khán giả thì ông cũng không thiệt hại bao nhiêu có lẽ vì thế mà ông ta tự tin và húc đầu vào đám đông công chúng vì đám đông này dám chê táo quân của ông là giờ cho đến giờ phút này xuân bắc vẫn còn im lặng chưa có phản ứng gì đọc bài viết của xuân bắc với văn phong trịnh thượng ví von minh là mẹ khán giả xem ra ông bắc rất tự tin trước khi húc đầu vào tảng đá quần chúng này. Lần này tảng đá phản ứng lại rất mạnh, tuy nhiên có vẻ như ông Nguyễn Xuân Bắc tự tin về độ cứng của cái đầu của ông. Liệu ông Bắc có trụ vững được hay khán giả sẽ thắng đầy? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin Đầu cứng, đá mềm, Xuân Bắc tự tin, dùng đầu húc vào đá. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nếu năm mèo chính gãy lấy gì nghị bứt phá đầy. Vào ngày mùng 3 Tết, truyền hình sắp xếp cho ông Bộ trưởng Nguyễn Thành Nghị lên sóng và phát biểu đầu năm Nội dung ông Nguyễn Thanh Nghị phát biểu không có gì mới. Ông Nghị nhận xét rằng hiện nay phân khúc bất động sản cao cấp và bất động sản nghỉ dưỡng đang thừa, tuy nhiên nhà xã hội cho người nghèo thì đang thiếu. Và hiện nay ông Nghị nói tiếp, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo sát sao hiệu quả. Đây là hành động trợ lực giúp cho Nguyễn Thanh Nghị đề nghị ghi thêm điểm. Đây là hình ảnh vào ngày 3 Tết ông Nguyễn Thanh Nghị lên sóng truyền hình nhà nước. Kế hoạch 1 triệu căn ở nhà, nhà ở xã hội mà ông Nguyễn Thanh Nghị đưa ra, tờ Thời báo D đã phân tích nhiều ở các bản tin trước đây. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Nghị dùng từ hiệu quả trong chỉ đạo của ông Phạm Minh Chính e là quá sớm. 1 triệu căn nhà ở giá rẻ là một dự án rất lớn, dự định đến năm 2030 mới hoàn thành. Và có thể trong nhiệm kỳ này, ông Phạm Minh Chính hỗ trợ ông Nguyễn Thanh Nghị thực hiện theo dạng cuốn chiếu cho đến năm 2030. Trong tình hình chính trường như là chiến trường hiện nay thì số phận ông Thủ tướng đương nhiệm Phạm Minh Chính có khi không hết nhiệm kỳ chứ nói gì đến hỗ trợ ông Nguyễn Thành Nghị thực hiện chính sách để đời như thế. Như luật bất thành văn từ xưa đến nay, nếu đã đứng vào tứ trụ thì sẽ an toàn, bất khả bị quật ngã. Nhưng giờ đây ông Nguyễn Phú Trọng đã phá bỏ nguyên tắc đó. Thành trì bảo vệ Phạm Minh Chính ngày một mỏng dần từ khi ông Phạm Minh Chính giành được chiếc ghế Thủ tướng thì sự nghiệp chính trị của Nguyễn Thị Nghị mới được hồi sinh. Được biết vào tháng 8 năm 2020 khi đó, ông Nguyễn Phú Trọng cho khui sai phạm đất đai ở Phú Quốc và Nguyễn Thanh Nghị đã bị dính kỷ luật khiển trách. Đến tháng 10 năm 2020, ông Nguyễn Thanh Nghị bị điều chuyển ra bộ xây dựng giữ chức Thứ trưởng, nghĩa là ông Nghị bị giáng chức. Phải chức Bộ trưởng thì mới có cấp hàm ngang bằng bí thư một tỉnh. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị và Phạm Minh Chính. May mà đầu năm 2021, ông Phạm Minh Chính thắng ông Vương Đình Huệ, chiếm được chiếc ghế Thủ tướng và từ đó ông Chính giới thiệu Nguyễn Thanh Nghị vào ghế Bộ trưởng của Bộ Xây dựng. Giả sử như lúc đó không phải ông Phạm Minh Chính mà ông Vương Đình Huệ nắm Thủ tướng thì e rằng ông Nghị đã dường như có thể bị giam ở chiếc ghế Thứ trưởng đã được giao trước đó. Cho nên có thể thấy rằng Kế bộ trưởng bộ xây dựng hiện nay của Nghị là có sự nâng đỡ của ông Phạm Minh Chính. Khi ông Nghị làm bộ trưởng thì ông Phạm Minh Chính là người đồng hành trong cái chính sách mà Nguyễn Thanh Nghị đề xuất mà cụ thể là dự án xây dựng 1 triệu căn nhà ở cho người có thu nhập thấp. Có lẽ ông Nguyễn Thanh Nghị đang tính toán cho dự án trong trường hợp ông Phạm Minh Chính không bị quật ngã như Nguyễn Xuân Phúc. Mà cho dù ông Phạm Minh Chính bị quật nhưng không ngã thì e rằng Ông Chính cũng phải dồn hết tâm trí để chống đỡ với phe của ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay đang nổi lên rất mạnh, chứ chưa chắc gì đã an toàn và toàn tâm toàn ý để có thể hỗ trợ được cho Nguyễn Thanh Nghị thực hiện chính sách này. Ông Phạm Minh Chính là đối thủ chính của ông Phương Đình Huệ trên đường đua đến chiếc ghế Tổng Bí Thư đầy quyền lực vào nhiệm kỳ tới. Mà ông Chính đã là người từng đánh bại ông Phương Đình Huệ một lần thì cũng không thể xem thường, có người đánh giá rằng Nguyễn Thanh Nghị vẫn chưa đủ lông đủ cánh. Ở tại chính phủ, ông Nghị cũng dựa quá nhiều vào phạm minh chính, cho nên số phận chính trị của Nguyễn Thanh Nghị bị buộc khá chặt vào sự nghiệp chính trị của ông Phạm Minh Chính, liệu có lên hay xuống đây. Đây là hình ảnh hai đối thủ của Vương Đình Huệ giờ chỉ còn có một. Năm con mèo khả năng là năm mà ông Phạm Minh Chính phải vất vả để chống đỡ. Vụ án Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu, vụ cục đăng kiểm đều là những lĩnh vực dưới sự điều hành của ông thủ tướng phạm minh chính tờ thời báo d đã từng phân tích trong các bản tin trước đây những vụ án này kéo dài qua hai đời thủ tướng cho nên không thể nói ông phạm minh chính vô can được ông chính chưa đổ chẳng qua là trụ ông chính cứng hơn trụ ông nguyễn xuân phúc vừa đổ xong sang năm mới ông trọng nói rất mạnh miệng rằng không có vùng cấm và kết quả đối với nguyễn xuân phúc cho thấy ông nguyễn phú trọng đã nói thật và làm thật có thể nói sang năm mèo ông Phạm Minh Chính lo cho bản thân ông ta khá khó khăn Thì nói gì đến việc hỗ trợ Nguyễn Thanh Nghị thực hiện dự án rất khó nuốt Đó là một triệu căn hộ giá rẻ cho người nghèo Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp, trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm với bản tin Nếu năm mèo chính gãy lấy gì nghị bức phá đầy Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa Thời báo chấm